Câu chuyện chia ngọt sẻ bùi. Mẹ làm cho bé Ngọc 8 chiếc bánh, mẹ nhường tất cả cho Ngọc. Vừa lúc ấy, bé Hoa sang chơi, mẹ chia đều cho mỗi bé được 4 chiếc. Ồ, lại có cả Khánh và Huy đến chơi. 8 chiếc bánh chia 4, mỗi người được 2 cái vẫn vui. Thêm 4 bạn cùng lớp Ngọc tới chơi, vui quá. 8 bé, 8 chiếc bánh, vẫn đủ mỗi bé 1 chiếc. Các bạn biết chia ngọt sẻ bùi, cùng ăn, cùng chơi với nhau thật là vui. Câu chuyện về chú xe ủi. Ở một nông trường nọ, có rất nhiều các chú xe ủi. Nhỏ nhất trong số đó là một chú xe ủi màu xanh. Chú mới đến trang trại chưa lâu, nên rất muốn làm quen và giúp đỡ mọi người. Một hôm, chú đi qua một đống đất to. Chú cố sức để ủi đống đất, nhưng đất to và nặng quá, nên chú không thể làm gì nổi. Vừa khi ấy, có một bác xe ủi to đi tới. Bác nói, cháu hãy lùi ra một bên để bác làm cho. Cháu nhỏ nên không đủ sức làm đâu. Nghe vậy, xe ủi xanh liền đứng lùi ra để bác xe ủi to tiến tới. Bác xe ủi to dễ dàng xúc đống đất đổ đi chỗ khác. Chú xe ủi xanh buồn quá vì mãi mà chưa làm được việc gì để giúp đỡ mọi người. Chú quyết định đi theo bác xe ủi to. Xe ủi to và xe ủi nhỏ vừa đi vừa hát thật vui vẻ. Bỗng chú nhìn thấy một vườn cam chín vàng, có nhiều quả và thật là thơm. Nhiều quả cam chín đã rụng xuống đất. Bác xe ủi to tiến tới để xúc chỗ quả rụng, nhưng vì bác to quá nên không thể xúc nổi những quả cam nhỏ. Bác liền nói, xe ủi nhỏ ơi, cháu hãy thử xúc xem sao, có thể cháu sẽ làm được đó. Chú xe ủi màu xanh liền tiến tới, nhẹ nhàng xúc từng quả một. Ôi thật là tuyệt vời, cuối cùng cháu đã làm được việc có ích rồi. Chú xe ủi reo lên vui sướng. Câu chuyện chuyến du lịch của chú gà trống choai. Có một chú gà trống choai có chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vểnh lên thật hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch, chú rất mong được nhìn thấy biển. Vì vậy, chú lên kế hoạch đi du lịch ra biển. Đầu tiên, chú sẽ quyết định đi bộ. Chú đi trên đôi chân vững chãi của mình thật khoái chí. Nhưng đi mỏi cả chân rồi mà chú vẫn chưa thấy biển đâu cả. Chú quyết định lên một chiếc ô tô màu đỏ rất đẹp. Đi trên ô tô nhanh và đỡ mỏi chân hơn. Nhưng chú thấy xe ô tô đi sốc quá. Chú nghĩ chắc phải đi bằng máy bay thì mới êm ái được. Chú quyết định đi bằng máy bay thử xem thế nào. Chiếc máy bay chú đi rất to và sơn màu đỏ rất đẹp. Thế nhưng chú thấy máy bay bay cao quá, chú thấy sợ nên chú lại đi xuống bằng tàu hỏa. Đoàn tàu hỏa có các toa sơn màu đỏ, các ô cửa nhỏ để chú có thể ngắm nhìn phong cảnh thỏa thích. Đoàn tàu chạy mãi, cuối cùng biển cũng hiện ra trước mắt chú. Chú thích quá, nhảy lên ngay một con thuyền để chu du trên biển. Con thuyền nhỏ có cánh buồm màu đỏ căng phồng trước gió, chở chú đi ra giữa biển xanh bao la. Chú gà trống choai sẽ không bao giờ quên được chuyến du lịch kỳ thú đó của mình. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con trong những câu chuyện sau.